Anh chào mừng mấy anh em đã quay trở lại với kênh Tân Nguyễn Sơn Bảy. Hôm nay mấy anh em mình sẽ làm clip về đi câu cá giá trị. Cánh đồng mà đồng lúa cũng sắp thu hoạch rồi. Mấy anh em mình đang giàn cao ở ngoài đây. Cái vị trí này câu cá rất là hợp lý mấy anh em. Nó mát mẻ. Nó là thằng em nó đang đi tìm con lươn, đi câu lươn. Mình đang giàn cao đây. Đầu bếp của mình thì đang chuẩn bị củi lửa để mình nấu ăn cho mấy anh em ăn trưa luôn. Một bữa đã phải ăn cơm hộp. Bị bếp nút mình sẵn sàng nên mình nấu nấu ăn ăn trưa. Cảnh sông nước rất là đẹp mấy em. Cao vị trí này rất là thú, sạch sẽ. Dùng cam với hồng cam và bốc mình xuống mình bẫy chậu như này luôn. Em nó đang mai con lươn này chú bờ ô mấy anh em. Rồi mai nó đây. Con này cũng to đó. Nửa ký con đó. Mẹ đó. Đi nó nút đi coi đây. Mẹ nó to bọt. To bọt hột rồi mấy anh em. Ui trời ơi, kén rồi, lấy nặng lắm. Đang trong bụi tre mình mềm câu con lươn mấy bạn. Ê, vừa quá. Đâu. Mát rồi mấy này ơi, mát rồi. Mềm nhỏ quá đó. Nhỏ, con này nhỏ à. Rất là thú vị mấy này ơi. Đây, con vô đây thấy chưa. Kiếm cái cọng tre này thử, mình thử cái tre từ chứ. Chỗ an toàn nha đây rồi. Anh đĩa đó luôn ý. Đây, mình đang ngồi trên nhà trước gà mình. Có anh em nó câu lươn. Mình lượm mà lượm ốc bươu luôn mấy anh em. Ốc bươu to lắm. Để nó mình lượm giật. Nào đâu. À để kéo vô phải. Hai mấy anh em. Ô ốc bươu à. Phải nói là ốc bươu khủng á. To này có nè ta. Rồi rồi. Bươu khủng luôn á. Quậy quá. Trời. Hắc hắc cái này nó đi, coi thấy nè. Quay nó trùng vô thấy nó. Nó phỏng cổm quá đi. Nó núp núp đi chứ. Cho là nó thơm. Tao e tại đây nó phun bọt không biết. Quay nó phun phun tình. Đây, ngồi trên chiếc thuyền nó bồng bềnh thấy gừ gừ. Ở chỗ này nó sao không mình lượm ốc kìa, ốc cả nằm kìa mấy anh bạn. Đó, ngốc rồi. Đãi vô. Đó, thử con nó nổ lên đó. Ô, ngốc rồi mấy anh em. Ốc khủng luôn. Đó. Đây nó nè, hai con. Đó, trời. Ui, rớt mất rồi mấy anh em. Rớt. Đấy, ốc khủng luôn rồi mấy anh em. Nào mình đi... câu cá giữa trí rất là thú vị mấy anh em ơi. Mình vừa bắt được lươn nè, mình vừa bắt được ốc nè. Không biết mấy anh em dưới kia có câu được cá không, nhưng mà câu được cá nữa là thú vị nữa đó.
Đây là cây dừa nước, nó cũng có cái buồn nữa mà không biết, mình cũng không rành cái này lắm, không biết có ăn được chưa hay là già rồi. Đây đó. Ok mấy anh em ơi, mình có buồn dừa nước thấy nó đẹp lắm mà tiến quá, mình chỉ tranh thủ mình chắc là ăn được ra thôi. Ôi chà, kinh khủng lắm, kinh lắm. Đây, mấy anh em, mình là lẩu xuống sình, bác ngóc ốc bưu to quá. Nhưng mà sình nó sình này, sình này. Ốc này có ốc cựu không à. Đây, một ốc nữa nè mấy anh em. Đây không bác thôi chứ bác là toàn ốc to không à, to không à. Bưu, bưu bò. Được một ốc nữa nè. Con nữa không? Đó, còn con ốc nữa. Chúa phải nói là chúa ốc. Đây. Chúa ốc mà này. Nè mình câu cá ở cái vị trí này là trái đặc biệt rồi mấy anh em. Thế rất là đẹp nhưng mà không có cá không ăn. Bây giờ mình phải đi bắt ốc của bác Lương thôi. Nãy giờ bắt ốc rất là nhiều, Lương thì chỉ có hơi con thôi. Còn sáng mình đi thì anh em mình cũng mua mấy con cá lóc để trưa nay mấy anh em mình nấu canh chua. Giờ mấy anh em bắt đầu nấu nướng để ăn trưa thôi mấy anh em. Giờ này cũng trưa rồi, có thì không thấy đâu hết mà. Thôi giờ mình nướng hơn cá lóc. Sáng mình mua ở ngoài chợ. Đừng nó bánh quá. Không, thấy chồng nhét á. Mình đang kẹp ốc nướng. Ốc bác Lương bác có mua. Nãy mình mấy anh em cũng câu được hơn Lương. Làm lòm mình nướng. Ốc mình đi bác. Có thì mua. Tư ơi, lọt chả cái tư đó chứ cái khu. Tí chè nó không kết. Câu từ sáng giờ không được con cá đâu mấy anh em. Rồi mấy anh em, giờ là mình chuẩn bị món ăn mình tụi mình ăn trưa thôi. Là cá lóc. Cá lóc và nó với đây là con rán bá trạo này ăn Lương nè. Lương. Chứ không rán bá trạo. Cho nó to dữ vậy chứ. Rán bá trạo rồi. Chết luôn á. Dạ mà cho nó to dữ vậy thấy không? Nè có nè. Con Lương mấy anh em đã nãy Lương mình câu á, Lương đầu to dữ sợ. Có lẽ cái đầu nó trời cá. Ờ chứ tôi nghi rán bá trạo quá chứ do Lương gì mà to dữ chứ. To cho cá rồi Lương mình nó sang lại cái rồi mình nấu canh chua mình ăn ăn trưa thôi. Lương ốc ốc mình đi bắt kìa mấy bạn. Ốc à, ốc bưu mà nướng đây là mình ung khó đó anh em. Ốc bưu á, nó bé xào mình lột sạch sẽ rồi ung khó đó. Đây là cá lóc nướng với bọt. Đó, cá lóc nướng với bọt. Đó, cá lóc nó nằm đây. Này nó hầm hơi nó cũng chín cần gió vô luôn hả mình là hầm được rồi cái gió một canh chua cá lóc với Lương đồng mấy anh em bác ngon lắm à. Này, ngón cơm vợ nấu rồi mấy anh em ơi. Vũ lia ra ngoài hết ở trước rồi. Này là ngủ rồi. Từ 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 để nó chín cái nãy chứ bỏ vô nó héo nó mất thơm chậm nữa nó mới chín xa rồi mình ngát nó bỏ lên cây thôi. Đây là ốc bưu.
gần chín rồi đó, hay hối rồi. Cá lóc nướng dưa bọt. Giờ này cũng trưa rồi, đầu bếp của mình cũng chuẩn bị xong mấy món ăn, anh em ăn trưa thôi. Chứ có bữa nay đi cao rồi bị lóc nữa rồi. Lóc rồi là bị chá. Cá lóc nướng dưa bọt. Cá lóc nấu canh chua, ăn với mì vắt. Mì đây. Rau rót đầy đủ mà. Lưng rồi luôn chứ, đây không có lưng nữa. Có ốc luôn, ốc là bắt lưng. Đó, nguyên cây kìa. Để xỏ chung lên nè. Để là mình lấy cái ốc xuống, mình chín rồi mình xỏ rồi cái dĩa. Ai xỏ ra cái dĩa này chứ. Dĩa quá trời mà. Hồi nãy cơm có muối liền phải không? Hả? Dĩa vậy? Ông chở muối mà. Xỏ nó lại luôn Nhật. À, xỏ ra. Bắt mở cái... Đây, ốc bươu sáng mai này mình cũng vừa bát lương vừa bát ốc bươu giờ nướng chín rồi, chín thon hơn. Bây giờ được vừa cái chén ra cái mình chấm muối ớt. Giờ để chét đi. Vậy. Đôi. Rút ra. Cái sau kia, cái sau kia là chưa chín hả? Bỏ vô đây luôn. Cái gì chưa chín? Tròn chín đâu mà. Sao rồi nữa? Cái sông nhỏ đó. Ăn hay lắm. Rồi. Cứ ngồi nấu ăn ngồi rửa bắp gì chứ nhanh thứ lắm. Lên này mau nè. Ngon. Ngon lên này. Nó khô luôn rồi. Cần chua cá lóc vừa lường đồng. Cá lóc này. Lương nó đỏ thấy thơm. Đây bụng quá trời mình bỏ cái mì vô em. Lương không để bỏ vô đây là cho nước vô mỗi người muốn. Không 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 chín đâu. Ngốc à. Cái kia ốc chấm muối thái đầu này. Bỏ vô đây bật cái lửa lên. Ốc còn sống. Không chín đâu. Nhả. Nhả hả? Dư dư không? Muối lẩu dư dư thì chán. Rau nữa. Có rồi. Được. Rồi mấy anh em bỏ anh em mình bật lửa bỏ mì vô đi, ăn mì đi. Ăn chưa đi với đứa bụng. Mẹ cái cô có phải mà bữa mà lên trên trên chân nhôm không? Ăn kia kìa, lấy cái bình lên. Nay mà em lấy cái bình em chích à lấy cái chích đi rồi giờ nó đông đông. Ở cả ở đây rồi nó lại. Chưa về lấy chích chứ. Không mám nó vào đi. Không mám vô đây nè. Lấy đó đi rồi. Đây đi tròn vô. Ừ, cho ăn vô. Rồi, anh em mình ăn cái tăng mắm muối vậy. Đúng rồi, mắm muối đó. Ồ. Nó mặn. Thằng đó tôi bỏ một mớ bỏ đường đó. Đường thì quá trời ra mà. Bỏ vô quậy lên. Thôi, để ăn được thôi đó. Dạ, ăn mặn lại nước dứt đi. Mắm muối ăn ngon ngon. Quán cái ốc bây giờ. Muối rồi. Thử thành quả của mình từ sáng giờ vô. Rồi quá trời lộ ra. Ăn trưa thôi mấy anh em ơi. Giờ này là quá nhiều đáng vào. Còn đáng rửa thêm bia vô. Tiếp. Bia này không bị. Chặn nó xuống. Rót bia lùm là cho nó mốt cái. Rót Nhật à. Chúc mừng đi. Chúc mừng đi cam con cá. Cái gì trời. Mấy lượng đồng mấy anh em. Rồi. Rồi. Ăn quá xuống về không? Nhật à? Không. Không nhật. Vô luôn, cũng luôn. Vô. Tát nữa hả? Ừ. Đó, mấy người mình đo ăn trưa mà thằng em nó ngứa nghĩa cứ đi dần dần không biết nó cũng tìm được con lươn mấy anh em. Ồ, lươn đồng à. To quá trời to. Mà hơi lần rưỡi á. To lắm. Hơi lần rưỡi chứ.
Bây giờ là mình ơi trẻ luôn, chứ đừng có chặt trái dừa nước nha mấy anh em. Hồi nãy mình ghé vô cái bụi dừa mình lụm hơi buồn ra mình nhưng mà nhưng hơi non rồi. Nếu mà chặt trái thì nó mất hết cái nước rồi, lỡ như nó còn non không? Đó non quá mà mình phải thông khẩu non anh em non quá mấy anh em. Non bây giờ mình qua mình thử rồi cái buồn đây nha anh em. Buồn kia non quá. Ủa sao? Ôi trời. Buồn đây nó hư rồi anh em ơi. Chơi bass sẽ lặn. Hư hả? Không có buồn đai này mới có đường. Hư bởi vì họ bướm hết, nếu mà không hư là hết rồi, dạ, còn dạ, cái mình nữa mà. Vậy dạ, sao cái buồn này non mà không hư? Không hay. Có ăn được không? Bên mình đâu có biết ăn cái này đâu mà hư. Có gì để ăn không? Cái này hồi kia ta đi ra ngoài Vũng Quốc ta chở chở đâu đi? Dân nó lòm á. Ta chở đi hồi mua cái này, hồi thu mua cái này. Thì có nữa nó cũng ngon. Không có. Dạ, dạ gì ghê. Ở đâu này nó qua chân mỡ. Non non thấy non rồi. Non non. Non. À cái mỡ chả ra múc 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 múc. Rồi ta thu cái này ra. Thôi nghe anh em. Rồi, chở nó đi, non ăn không được quá anh em ơi. À, từ từ. Buồn thì non. Ừ, vậy là thế là mấy anh em ơi, mấy anh em mình đi câu cá từ sớm tới giờ nhưng mà ở đây cá nó không ăn. Giờ mấy anh em mình sắp xếp về thôi. Không có gì luôn. Rồi, mấy anh em mình chuẩn bị rút cần hết về. Rồi, mình nên mình đang gom cần về. Có mấy anh em cũng mới xuống đến cầu cá đó nhưng mà không được. Ngày nay đi bị lóc nữa rồi. Rồi lóc à, tụi mày đưa lên mỏ cho nó có nó tí như này. Ừ, vậy là hẹn gặp lại mấy anh em trong video tiếp theo nha. Vậy thôi tụi mình đi. Còn có gì nó xình lên kìa. Mày ngó kìa. Ngó đi, ngó mạnh vô lên tivi á.